200 ly nước ngoài kia. Nhiêu tiền rồi? Không biết đâu. Ờ, 220. 400. 6 triệu. 6 triệu. 60 triệu. Quen một số không nhiêu tiền cả. Quen một số quen. Chơi cùng chơi điên. Thua luôn. Trong cái vàng nghệ sĩ của cuộc đời tôi ấy, là cái đứa mà ăn tiền tôi nhiều nhất chính là Ngô Viết Huy. Mà tôi bị cấm cửa rồi mọi người ạ. À. Tôi đã bị Nhã Phương ghé vào tội chiêu đây. Không hiểu luôn. Mỗi lần tôi mua cá rồi tôi đặt cá là vợ tôi hỏi cho anh bắp hả? Mà cái câu hỏi của vợ tôi nó chạnh lòng, không còn những con cá nữa. Mất hết cá luôn. Coi những gia Thái Lan nữa mà thôi. Chưa ăn luôn. Tụi em đối khác ở đây. Trời ơi, hai đứa chưa ăn rồi kìa. Quy, Quy, anh mới làm gì này Quy? Ăn gì mà? Hoa giấy đặt trên bàn tay. Ủa, nhìn mặt nó bông bò chua quá anh ơi. Vậy mà nãy mọi người hả? Mọi người tàn nhẫn nói là không đi với lại quốc thôi. Chơi vui hơn. Nãy tụi em có hai cái đừng yếu hơn người ta. Dạ đúng. Đừng yếu hơn. Mạnh hơn ta. Thanh tâm phải mạnh hơn người ta. Hoa giấy màu hoa. Tôi mà diễn nè. Tôi mà diễn nè. Ý là không có thuộc lời. Ý là không có thuộc lời. Đang sợ bài đó của chị không? Mọi người ơi, mọi người ơi. Gì vậy? Dạ làm ơn đi. Chị em bây giờ có một cái miếng mà 8.000 lần quăng chưa được. 8.000 lần quăng chưa được. Tự trùng hợp. Phước, mọi người có rất Huy, là nhiều hoa giấy. Huy, em bỏ lỡ nhiều thứ lắm. Nhìn mặt tốn thấy chưa? Nhưng mà tự trùng hợp á, có rất là nhiều hoa giấy. Bảy mũi luôn. Siêu mẫu trong sao ạ? Thấy không ai bảo ai bán tâm có nhạ luôn kìa. Như một sự trùng hợp đó. Bây giờ là sẽ có một cái thông. Sẽ có một cái thông. Cho dạ đi nãy giờ. Là cái gì? Nó nhắc bí lần rồi. Biết rồi, nói đi. Sao đây chào đầu kêu hát không hát mà giờ hát? Không có hát. Như mọi người đã thấy ở trên bàn của chúng tôi có rất là nhiều hoa giấy. À, hoa giấy là đặc biệt là nguồn của Nam rất là nhiều nha. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình chơi trò chơi gì ta? Mình phải. Chưa vô luôn. Thôi thôi chơi chơi đi. Ý là tôi mới ra cái MV tên là hoa giấy gì? Rồi đến hát. 1 triệu mấy lượt view, top 17 trending YouTube. Thôi, khỏi nhắc thôi. Bài đó hay không? Bài đó hay chứ anh. Gần gần là sao? Hay gần gần là hay sao? Gần gần hay là hay gì? À, gần gần á. Thôi đừng bàn tới nữa. Qua đi, lỡ qua, qua đừng dừng lại nữa. Dừng lại đi, hát thử nghe chơi. Ê, tính ra quê chứ ha. Quê chứ. Quê. Đạp vô mặt. Đạp mặt là sưng lên. Đạp vô mặt. Xong rồi hả tay á, tay của anh. Anh đã nói là tay anh bị trọng thương. Nắm tay anh quăng sẵn vậy nè, giống như là hả, con trăng vậy đó. Anh phải lộn. Nó nghe, nó nghe. Nó nghe. Không có cổ. Ngưng cái đi cho giả hát. Cái đi cho anh. Thôi qua rồi, thôi qua rồi. Ủa? Dạ. Hát đi. Vô đi. Hát đi. Bà khúc cái tay em nãy, nó chặt cơ. Mà nó sưng lên luôn á, giờ mà này má quấn. Những người tàn ác thì được sống thảnh thơi. Đúng là đứng làm. Rồi, rồi. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Không, ai tắm lên dòng sông 2 lần nãy. Nãy giờ tắm mười mấy lần rồi. Quá sức chịu đựng của con người. Thôi, hát đàng hoàng đi. Không, hát nữa, ai kêu hát qua giấy là quạo đó. Đừng hát qua khá đi, hoa nào mẹ yêu nhất, hoa nào cô giáo thương. Khi mà em ngoan nhân, đó là hoa đẹp ngoan. Bài đang hay hơn bài qua giấy rất nhiều. Thấy chưa, cái cuộc đời đau đớn không dạ, tình bạn ở đó đó. Tỷ đồng làm MV mà giờ bị những người khác. Anh ơi, nhân hàng hệ hệ nơi hai chồng chừng hả 15 triệu hết cút. Hết cút. Bây giờ bỏ 15 triệu mà hết cút. 15 triệu là chưa được cái vàng qua giấy chứ đó mà hết. Trời ơi, chị ơi, cái bông của chị hả 7 cảnh chị lưng hồi 80 kiếp. Mà cái cây bông nó y chang. Gia đình chị là con chị đưa vô đi bước rồi chồng chị nữa. Rồi thằng Đạt Long Vinh là bạn thân của chị, nó lấy tiền em con chị. Rồi vô Cao Quỳnh Lập đâu có lấy tiền. Cao Quỳnh Lập quay sang đâu có lấy tiền, chị tốn cái gì ở đây? Ở nghệ sĩ mà tiền bạc gì? Ừ.
rồi cái em chi chị giặt đồ 7 lần, chị giặt hoài con hiểu. Luân hồi chuyển kiếp rồi con, chị xé siro rồi uống sữa. Có dòng tinh lâm tài trợ. À, dòng tinh lâm tài trợ rồi bể luôn cái dòng. Vậy đó. Ừ. Quá nhiều. Ở đâu mà ra 1 tỷ 15 triệu hết cuộc. Vô, sức khỏe, cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui ạ. Sinh nhật anh hả? Đúng rồi. Lâu thì tao mới nhậu một lần. Là... Cậu này em trả không? Em trả không? Anh trả không? Đúng rồi, em là anh chậu kia cũng tụm nụ rồi. Giờ chậu này cũng đẹp. Sinh nhật em hả? Đúng rồi. Anh chậu này anh trả hả? Đương nhiên. Cho cái lẩu riêu nha. Mời em. Chị ơi, cho em 1 cái lẩu riêu xưa nữa nha chị. 2 cái rồi. Lấy tiền anh Lâm ạ. Sao mà đó được. Nè. Em có 1 món rồi đúng không? 200 ly nước ngoài kia. Nhiêu tiền rồi? Không biết đâu. 220. 400. 6 triệu. 6 triệu. 30 triệu. Quen một số không dưới tiền cả. Quen một số quen. Chơi cùng chơi điên. Thua luôn. Cái gì cả về cắt hết. Ừ. Cứ còn thua tiền. Đau đớn. Hàng gì anh uống bia nhiều quá. Để cho hơi rửa sầu. Ủa quá anh đang bị áp lực quá về không biết nói chuyện bây giờ như nào. Vì giờ hỏi là hả tiền đâu. Ủa vợ em là đi làm về phải hỏi tiền hả? Đúng rồi. Vợ anh là gì hỏi là hôm nay anh về có vui không? Tiền chuyển qua tài khoản hết rồi. Đây là phải chuyển thẳng qua bên cho vợ anh mà. Đúng không? Không có khóc. Anh nói là anh bắt cỡ luôn. Cứ mỗi lần về nhà trọ là anh khóc rồi. Người ta nói là tình yêu thì là căn nhà. Hey, húp đi húp đi. Còn nếu mà tạm bợ chỉ là nhà trọ thôi. Trong cái dàn nghệ sĩ của cuộc đời tôi á, là cái đứa mà ăn tiền tôi nhiều nhất chính là Ngô Viết Huy. Mà tôi bị cấm cửa rồi mọi người ạ. Tôi đã bị Nhã Phương dán vào tội chiêu đi. Không hiểu luôn. Mỗi lần tôi mua cá rồi tôi đặt cá là vợ tôi hỏi cho anh bắp hả? Mà cái câu hỏi của vợ tôi nó chạnh lòng đó. Nhưng mà chính vì tấm hình của anh Kiều Minh Tuấn. Một lần nữa tôi ghép vào tội tiêu đây, tôi bị cấm cửa. Không còn những con cá nữa. Mất hết cá luôn. Coi những con da Thái Lan nữa qua thôi. Biết làm gì không? Thưa các anh em. Ủa hả? Chưa có hấp nhĩ không ạ? Dạ, cho em trình bày cái dễ là dễ. Đó. Nướng bẩn xong các anh biết anh ăn cái gì không? Bánh ướt. Gà nướng nữa. Gì anh em đi đâu con nhau, chị riêng xíu nhau. Nãy rồi. Mình ăn với gì? Mà thôi rồi, nhưng mà ví dụ như là ăn cứ hát như bụi đầu lòng thì em được. Có bụi đầu lòng nha, bụi đầu lòng nha. Đâm một cái chứ. Dạ, nói chuyện đi cưng, nói gì ăn hoài vậy? Ngon, mọi thứ đều ngon, rất tuyệt vời. Mặt bị gì mà hồng không vậy? Tú ngon, Tú. Hả? Món này em thích nhất. Một mà hả? Mày biết da gì? Cỏ. Cỏ gì? Cỏ hơi sáng. Chết cha hồng không đầy cưng. Đâu có, chắc mới tắm cái nước hồi trưa. Không có nhân. Đúng, đừng có phải cái đó. Con rồi làm gì lê. Đưa con. Giờ chỉ bằng lái chi vậy? Chị qua không chị xin ăn. Chị muốn chị băng qua thôi. Tiếp. Giấy tờ gì đâu? Cá. Chị muốn ăn cá. Ăn rồi chị. Đây em gửi chị. Phước. Dạ. Lựa chọn 3 ly Phước. Lựa chọn 3 ly ha. 3 ly miệng. Rồi ok. Không có sự lựa chọn nữa nè. Đây nước gì anh? Đây rau má em. Uống đi. Đây anh Giang à. Uống trà. Ra rau má cho anh. Xong rồi ha, giờ đi ngủ ha. Chưa, xong rồi đó. Ủa sao mấy nó còn chơi một game nữa mà. Chị hút đi chị ơi. Chị hút đi chị. Nãy chơi game gì vui vậy? Vui chị hút đi chị. Sao bán chơi nữa nha em nha. Dạ, anh hút cho em vui đi. Chị uống cho em vui đi em để đi. Người cho xin 30 ngàn đi. Alo, bạn nói gì vậy? Em mời dàn cáp thôi chứ không mời chị ơi. Không có chị ơi, cái này là em bán, em kiếm lời cho ai rảnh mời anh chị, không có đâu em. Chị hút rồi, đưa em 10 ngàn. Lát trả em nha. Ai mua rau má, có ai mua rau má. Hay dừng chân cái em á em. Ủa gì? Anh nào bắt cần em đâu? Ừ, lại là em. Hay làm cho anh ngon không? Thấy không? Mốt bắt cần anh cho đẹp nha. Ok.
Ok, em mời anh. Không cần của em đâu ta. Ê, đưa cho anh, sẵn đưa cho anh cận em giùm với. Ok, có chứ.